Ok anh em, bây giờ thì Khải nhận thưởng top bằng hội, top 2 bằng hội server Hành Sơn nha anh em ơi. Nói chung là chiêu mộ được top 2 nên là nhận được hai con chiếu dạ này, hai con chiếu dạ bệnh viện với lại 12 bộ tinh hồng là 12 viên tinh hồng nha anh em. Ok, cảm ơn Khải đơn này. Đó, server hiện tại server anh em đang tham gia giống Khải đó là server Hành Sơn open vào 19 giờ ngày 6 tháng 3. Và bây giờ cho đến ngày hôm nay Khải nhận thưởng là 3 ngày rồi anh em ơi. Đúng như là 6 7 8 9 hôm nay ngày 9 là 4 ngày rồi. Hôm qua thì ngày thứ 8 là ngày kết thúc đua top với lại bắt đầu đua top ban hội tranh hùng và chiêu mộ ban hội á, nên là ban hội Hoàng Kim Khải đạt top 2 nên là được hai con ngựa chiếu dạ, và ban hội Thiên Sơn được top 1 thì được bốn con chiếu dạ và bốn bộ tinh hồng. Nói chung là bốn chiếu dạ, bốn con tinh hồng, còn Khải là hai chiếu dạ hai tinh hồng. Còn hình đợi nhiều đây, hình đợi chưa đủ này, thích chưa đủ luôn, tuyệt thớ chưa đủ luôn, chỉ mới cái hai ban hội thôi anh em ơi. Anh em nhanh tay nhanh chân, chúng ta còn đến hai phần thưởng nữa là phần thưởng top 3 với phần thưởng top 4 của chiêu mộ anh hùng chiêu mộ ban hội nha anh em. Đó, nói chung là hai ban đã xong rồi, còn hai top cuối cùng của ba hạng 3 và hạng 4 thôi. Rồi đã được một chiếu dạ bệnh viện hai con nữa, nói chung là của ban hội nha anh em ơi. Nó khác cho rừng nè, rừng đỡ mới công rất là to luôn nè. Hello Tú Lê nha, hello 160 anh em đang xem nhá. Top 1 tiếc, đúng rồi, hôm qua chậm mất 5 phút nè, không tiếc top 1. Nói chung là top 2 là chỉ được khoảng 1/2 phần quà của top 1 thôi anh em ơi. Chỉ được 1/2 thôi. Hôm qua là tính là top 1 được 4 chiếu dạ này, 4 tinh hồng. Hôm qua Khải bị chở mất 5 phút. Anh em không đủ tiền vạn để vào bang á. Xe các kiểu mà không đủ tiền vạn, nhưng mà không sao. Được nhiều nhận như giờ biết sao anh em ơi. Số mình nó đã định. Biết trách ai bây giờ. Nhận được top 2 nha anh em. Rồi ok. Anh em đang xem clip này và đang xem video livestream này thì đừng quên đón lại cho Khải một like và một chia sẻ ủng hộ cho anh em ban hội Hoàng Kim giúp Khải nha anh em ơi. Cũng như ủng hộ 100 anh em đang trong khu vực ban hội của Khải nha. Nói chung là cũng khá là đông anh em. Hiện tại bây giờ Khải đang tuyển 4 slot làm trưởng lão anh em ơi. 4 slot trưởng lão là phụ ban Hoàng Kim nha anh em. Hiện tại bây giờ trưởng lão thì Khải chỉ có một người thôi. Khải đang cần 4 anh em nữa. Anh em chỉ cần biết kéo xe auto kiếm miếng. Rồi online ok, online một tuần 3 đến 4 buổi tối là ok được rồi anh em. Chỉ đạo hướng dẫn các kiểu anh em trong ban là Khải sẽ đưa anh em lên làm trưởng lão phụ ban giúp Khải. Dạ nha anh em ơi. Nói chung là giờ ban hội đang cần trưởng lão anh em ơi. Rất là cần trưởng lão luôn. Có trưởng lão nào đồng ý lên ngôi thì hãy bị em vào Facebook hoặc là bị em riêng trong game Khải, được Khải đưa lên làm trưởng lão nha anh em. Đó, nói chung là dạ thôi anh em ơi.